Xin chào các bạn, Dư Anh và Lê Mai rất vui được gặp lại các bạn trong chương trình Hãy Hát Lên của Đài Phát Thanh Truyền Nghệ An. Vâng, quý vị và các bạn thân mến, năm 2017 đã sắp sửa đi qua. Vậy là chương trình Hãy Hát Lên của chúng ta cũng đã đồng hành cùng với các bạn trẻ được 2 năm rồi. Không biết là cảm nhận của anh Dư Anh về chương trình của chúng ta như thế nào ạ? Vâng, được đồng hành cùng những người bạn yêu âm nhạc của chương trình Hãy Hát Lên, Dư Anh, Lê Mai cũng như những người thực hiện chương trình, chúng ta cảm nhận rất rõ tình yêu của các bạn dành cho âm nhạc cũng như là sự cố gắng nỗ lực vươn lên để khẳng định bản thân mình trên con đường mà các bạn đã lựa chọn cùng với âm nhạc. Và ngày hôm nay không chỉ là những ngày cuối cùng của năm 2017 mà đây cũng sẽ là MV cuối cùng của chương trình Hãy Hát Lên trước khi chúng ta bước đến với một buổi gala thật hoành tráng dành cho những người bạn yêu âm nhạc đã đến với chương trình Hãy Hát Lên của Đài Phát Thanh Truyền Nghệ An. Vâng, và có lẽ bạn cũng đã nhận ra mình là một thí sinh rất đặc biệt, thí sinh sẽ tham gia biểu diễn cuối cùng trong chương trình Hãy Hát Lên, cho nên bạn đã cố gắng nỗ lực hết mình cùng với ekip để thực hiện một MV hoàn chỉnh và chất lượng nhất để gửi tới quý vị khán giả. Và thí sinh đó là ai? Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng làm quen nhé. Chào các bạn, mình tên là Nguyễn Thị Huyền, mình hiện là sinh viên năm cuối của trường Đại học Vinh và mình sinh ra và lớn lên ở huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Mình gửi tới toàn thể các bạn một ca khúc, đó là Nam Liên Quê Tôi. Sở dĩ mình chọn ca khúc này bởi vì mình thấy ca khúc này có hình ảnh, lời ca rất là gần gũi và mình cảm thấy được quê hương của mình ở trong bài hát này. Rất mong quý vị và các bạn hãy ủng hộ cho mình nhé. Một giọng ca thật ngọt ngào đúng không nào? Mặc dù mới chỉ nghe một đoạn ngắn thôi, nhưng Dư Anh đã có thể cảm nhận được đây quả là một giọng ca đượm tình dân ca xứ Nghệ. Vậy thì ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng xem bạn Nguyễn Thị Huyền sẽ thể hiện trọn vẹn MV Nam Liên Quê Tôi, lời Nguyễn Văn Cung, nhạc Vũ Quốc Nam như thế nào quý vị nhé. Sống
lập rình sẽ qua đường cách mạng chung tình chung ý Nam Liên Bắc Liên hôm sớm kề vai mảnh đất thân thương nuôi lớn tình người tâm tiền trung xuân hồng thái tân gió biển đông thổi về mát rượi nước sông dài tươi mát tình quê sông cuốn vòng chảy về đông chiêm trung nước giếng làng chưa hề mát ngọt cả bốn mùa thơm mùi gạo mới áo nâu sông tươi rói má hồng son Quý vị và các bạn thân mến, nếu như giọng ca trong MV vừa rồi đã chạm đến cảm xúc của mọi người, hãy đừng ngần ngại bình chọn cho bạn Nguyễn Thị Huyền, mã số 21 qua kênh YouTube Nghệ An TV, website truyền hình nghệan.vn cũng như fanpage Hãy Hát Lên NTV. Vâng, và một tiêu chí vô cùng quan trọng để cho bạn thí sinh của chúng ta có thể lọt vào vòng chung kết của Hãy Hát Lên đó chính là lượt like và chia sẻ của quý vị và các bạn. Và còn bây giờ thì Lê Mai và Duy Anh xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau. Hẹn gặp lại.